Rồi, nay mình xuống núi Bà, núi Sam Cha Đốc nha mọi người. Miếu Bà Chúa Sư. Tết mùng ba quá đông mọi người. Ok, nhìn tài xế. Mùng ba Tết, núi Bà Châu Đốc, núi Sam Châu Đốc này đông quá nha. Rồi. Quá giờ đông rồi mọi người. Thank you.
Rồi đang ở trong trên miếu bà chúa xứ nha, chúa đốc. Này ta đi cũng quá trời đông. Ta cũng đông quá mọi người. Núi Sam Châu Đốc cơ Nghĩa ơi. Năm đang ở dưới Châu Đốc. Núi Bà Châu Đốc. Núi Bà Chúa Xứ. Thank you.